Vào ngày 25 tháng 5, văn phòng chính phủ ra thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về phương án đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam. Theo đó thì Thủ tướng thống nhất phương án 1 theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể phương án 1 của Bộ Giao thông Vận tải đề xuất xây dựng mới và mở rộng 684 km đường cao tốc trong giai đoạn 1 đến năm 2022, tổng mức đầu tư hơn 140.000 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 55.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng công trình, còn lại là vốn xã hội hóa. Giai đoạn 2 từ 2023 đến 2028 sẽ xây dựng 688 km, tổng mức đầu tư dự kiến 103.000 tỷ đồng. Giai đoạn 3 có tổng vốn đầu tư hơn 69.000 tỷ đồng, hoàn thành các đoạn còn lại trước năm 2030. Thủ tướng yêu cầu công tác phân kỳ đầu tư phải được tính toán theo từng giai đoạn, phù hợp với lưu lượng phương tiện phát triển trên thực tế, tuy nhiên cần thực hiện cắm mốc lộ giới để quản lý quỹ đất theo quy hoạch. Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương điều chỉnh quy hoạch phát triển đường cao tốc Bảo đảm có tầm nhìn dài hạn, yêu cầu đặt ra là phải hình thành tuyến cao tốc qua 20 tỉnh thành, kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển nhằm phát triển kinh tế xã hội, những khu vực có đường cao tốc chạy qua nói riêng và cả nước nói chung, giảm thiểu áp lực và khai thác có hiệu quả hơn tuyến quốc lộ 1. Thủ tướng cũng yêu cầu việc giải phóng mặt bằng cần huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị tại các địa phương trong tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và kịp thời.